quân hiếu ra, người kia tiêu phu giá cây đem về. Người tiêu phu sớm với chiều lo việc đồn vui gánh cây về nhà dành cho vợ con. Anh nói đúng không? Không, không, đệ à, đệ nghĩ sai rồi. Lão tiều phu ra công là vì vợ, vì con. Còn huynh đây đưa đệ xuống non là huynh vì tình bạn hữu kia mà. Đệ sai rồi. Đâu có giống đâu. Lời em đố anh, ngóng kia mến nhau kết tình, khó mà anh tìm. Con nào là con mai, không thể truy ra rồi. Ngắm rõ coi nào, nhìn là nhìn giống nhau. Hai con nó giống nhau như đúc, làm sao mà anh biết con mái để mà chỉ cho đệ được chứ? Hả? Huynh giận đệ đó nghe, tự nhiên nói huynh là con ngỗng đực hả? Nếu biết lỗi thì huynh không giận đâu. Sai rất sai, ta giống trai kia mà. Đâu có giống được đệ. Nói về đòi ca, ca kia có đòi kết tình, ca tình thương không như mình, không chồng vợ, không chồng vợ, ca dưới hồ không như ta trên bờ, tình và chồng thương yêu khác nhau có đâu như mình. Em nhìn xem kia chú một đồng, trên lưng bò vui thú ruộng đồng, nhạc đồng quê lớn lớn chứa chan.